Trời ơi, sao giống như con mèo vậy? Chị đã nó khó dữ luôn. Cái bông tay của nó nghiền. Trời ơi, mày đặt thiệt đúng không ạ? Không, không phải, thì đãi đó nó đưa thiệt chứ. Dạ, ô, cái sinh ta, cái sinh ta. Này là rái cá lông mượt. Rồi ta, bây giờ ta, chị ta. Nè. Chị chăm sóc nó giùm em. Trời ơi. Chị em có một bận lo cái này giúp em sợ có gì. Tại sao em nuôi cái này hả? Đưa không phải lo giùm thôi. Nè nè, nè nè, nè nè, trời ơi. Ê, đừng có rờ nước vô là đừng có nước vô đi chết. Nó mới đi xa lên á. Ừ, dễ thương quá. Trời ơi. Không cứu là sẽ bị bán cho Trung Quốc liền. Em đeo nó xuống nước được không? Ừ, nó dễ thương mà. Có rã bầy hay là nó rã cái này là nó đi vô trong rừng sâu nó bắt về. Ờ thì cái này rồi Trung Quốc nó cũng đang gọi mua rồi. Xong rồi em mới chặn em mua lại nữa. Nhưng mà nó không có bán lẻ, nó mua là phải mua bán hết như vậy nó mới bán. Anh Tê Ôn. Chứ nó không có bán lẻ. Rồi được rồi. Các em phải giúp người cá tôm bảo vệ động vật Việt Nam nhé. Dạ. Ủa thì ơi, tôi hãy xuống nước được không anh Tên Tôn? Anh Tôn xuống nước được không? Xuống nước cho chết hả? Ủa sao vậy? Nó bơi được mà. Ủa bơi được mà. Nó còn nhỏ sao bơi được. Đây là rái cá lông mượt. Các em hãy nhìn màu lông của nó đi. Màu lông của nó là màu vàng nâu chứ không phải màu đen xám nhé. Có 13 loại. Rồi được rồi, cho mấy em đấy ngủ đi nha. Bây giờ để kiểm tra giới tính xem. Bé này là bé đực. Dạ, cái này mới được có 2 tuần tuổi thôi. Tại em nhìn là em biết à, tại em dễ cứu mấy con này nhiều lắm rồi. Này là bé cái. Con đừng có rờ mạnh. Một bé đực là quá lớn. Thêm một bé đực nữa. Hay quá. Đừng có làm ướt. Ba rái cá cái, một rái cá đực. Xin chào các bạn, người cá tôm đã giải cứu thành công ba em rái cá cái, một em rái cá đực. Rái cá đực rồi.